Này, đi hơn tiếng đồng hồ và thành quả bây giờ đây. Được một con ếch to nữa. Đây là tác nhân của cái vụ việc này. Đồng khô nứt nẻ hết rồi. Trai ngon nhỉ. Khanh cái thùng xanh khanh lên ngâm chứ. Hôm nào phải đi kiếm mấy con ba ba. Mọi người thấy hay thì cho mình xin một like nhá. Nhớ subscribe và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất. Xin chào mọi người nhé, cảm ơn mọi người đã theo dõi video nhé.